Uh, thư sư con là người ngoài bắc và gần đây con có tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng dân gian đặc biệt là tín ngưỡng thờ tam tứ phủ con có vài thắc mắc là các vị thánh thần và nhân thần được thờ phụng là những người có công với dân thì khi thác họ sinh thiên hay là họ ở cõi nào mà có thể có năng lực giúp dân hay là do một vị nào hóa hiện mà thành việc thánh thần ngự đồng ở người thanh đồng nhảy múa ban tài lộc răng dậy tín đồ thì điều đó là có thể xảy ra không Thế theo nhân quả thì việc một người được gọi là căn đồng số lính khi ra trình đồng mở phủ thì mọi việc hanh thông sức khỏe tốt trong khi trước đó gặp rất nhiều khó khăn và bệnh tật chữa trị không khỏi là như thế nào con rất thắc mắc về vấn đề này vì nếu tin nơi tam bảo thì không quy y trời thần quỷ vật nhưng con lại rất thích ý nghĩa văn hóa của tín ngưỡng dân gian này con mong sư giải thích và làm thế nào để dung hòa được Uh, thưa quý vị đó có một điều mà sư cần quý vị phải hiểu một cách rõ ràng như thế này uh, người dân Việt Nam mình ấy có khuynh hướng là thờ những người mà mình xem là có công đối với đất nước hoặc là có công đối với người dân ở cái xứ đó nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng mỗi một người đó thì họ có làm các việc thiện và bất thiện cho nên cái việc mà một chúng sanh khi mà thân hoại mạng mệnh chung ấy, họ đi lên hay đi xuống nó rất là khó nói. Dù cho một người mà bản thân mình ấy ngưỡng mộ, mình mong muốn họ sanh thiên và cả trăm người, cả triệu người đều mong muốn họ sanh thiên, nhưng nếu như họ làm các ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, thì dù cho có cả trăm người, cả triệu người uh, thương cầu khẩn mong cho họ sanh thiên, thì do quả của các ác nghiệp đó, họ vẫn phải đi xuống địa ngục. Và nếu như một người mà rất nhiều người ghét, xem đó là tội đồ của dân tộc, ví dụ như vậy và người ta nguyền rủa họ người ta nguyền rủa những con người đó cả trăm người cả ngàn người cả triệu người nguyền rủa con người đó hãy đi xuống địa ngục đi nhưng mà bản thân người đó không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không nói dối không uống rượu thì do quả của các thiện nghiệp mà người đó tạo dù cho cả triệu người có nguyền rủa họ đi chăng nữa thì do nghiệp của thiện quả của thiện nghiệp ấy họ vẫn sanh thiên như thường cho nên cái chuyện mà người dân mong muốn thì đó là mong muốn đơn phương còn cái người mà họ mong muốn như vậy cá nhân con người đó đi lên hay đi xuống chúng ta không quyết định được và cái khả năng đi lên của một chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung ấy nó rất là hiếm nó rất là hiếm như là trong bài kinh sừng bò ha À, và đương nhiên cái sự hiếm đó nó không phụ thuộc vào cái mong muốn của người khác mà nó phụ thuộc vào cái đức hạnh của cá nhân người ta đã làm thành ra là điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ cái chuyện đó à, nếu như nói như vậy đó thì giả sử đi giả sử à, mình ngưỡng mộ hoặc là cái xóm làng của mình ngưỡng mộ một con người nào đó mong muốn con người đó sanh thiên trở thành thánh trở thành thần để mà phù hộ nhưng mà lỡ đó, con người đó họ không được như vậy uhm, họ đi ở một nơi nào khác họ không được như vậy thì cái việc mà mình thờ mình cúng như vậy thì nó có hiệu quả hay không quý vị tự đặt câu hỏi và tự trả lời uhm. À, bên cạnh đó, đó còn có một khả năng nữa à, đó là gì đó là một cái chúng sanh khác một chúng sanh khác à, thấy cái chỗ trống như vậy đó thì à, họ vào họ ở ví dụ như là mình thờ người dân người ta thờ người ta cúng rồi người ta làm này làm kia đó thì cá nhân cái người được thờ thì họ không có ở đó vì bởi vì họ tái sanh ở một cảnh giới khác nhưng mà có khả năng là một chúng sanh khác thì thấy nhà trống mà thấy nhà trống thì vào đó ở và khi họ vào đó ở đó họ thừa hưởng cái sự cúng dường của người dân thì họ có thể họ làm một vài việc để họ giúp người dân ở đó để bày tỏ lòng tri ơn hoặc họ không cần phải làm gì cả đó là một khả năng nữa ừ. ờ, trong số những cái trong số những cái chúng sanh ấy nó có hai loại chúng sanh mà chúng ta cần ghi nhớ này. Ờ, trong kinh ấy có mô tả là cái hàng à, phi nhân những cái hàng chúng sanh chịu khổ thì uh, họ có khả năng, họ can thiệp và họ hù dọa hoặc họ làm cái này làm cái kia để mà người ta làm phước cúng dường cho những chúng sanh đó. Uh, cái thứ hai là những cái chúng sanh cũng là chư thiên, những vị trời đó. Nhưng mà đó là những vị trời thiếu phước, tức là họ chỉ vừa đủ cái phước để họ sanh thiên thôi nhưng mà cái cảnh giới của họ rất là thấp và họ không đủ phước để họ có chỗ ở họ không đủ phước để mà họ có thực phẩm à, thì những cái hàng chư thiên bậc thấp đó họ có một cái cách để mà họ sinh tồn đó là họ nhờ người dân à, cúng dường thờ phụng họ thì họ có thể là họ À, hăm dọa họ sẽ dùng những cách nhìn thăm dọa hoặc là giúp đỡ à, thì qua những cái cách như vậy đó họ có thể nhận được những cái sự cúng dường và họ sống nhờ vào đó cho nên nó có hai loại chúng sanh à, có thể à, can thiệp vào cái cái chuyện này ha còn những chúng sanh ở bậc cao hơn ấy ví dụ như ở cõi trời đau lợi thì trong kinh uh, Tệ túc ấy, có nói là cái cảnh giới hưởng thụ của uh, cõi trời đó nó cao cấp gấp vô số lần cõi người và cái mùi của loài người đó uh, chư thiên họ khó chịu và họ đứng cách xa mình cả trăm do tuần tức là 1600 cây số cách xa tới như vậy đó ờ, thành ra thì rất khó có khả năng mà những cái vị trời thuộc cái hàng cao cấp mà chịu xuống mà phù hộ cho mình theo cái kiểu hiểu của dân gian ờ, nó giống như đó những cái con kiến thì dù cho nó ngưỡng mộ loài người đi như thế nào đi chăng nữa thì nó có cúng giường rồi nó có tung hô thì mình nhìn tụi nó thì mình cũng rất khó có khả năng mà mình đi xuống mình thưởng thụ cái sự cúng giường của tụi nó bởi vì mình nghĩ thì cái con kiến thì nó có khả năng cúng giường mình cái gì đấy đại loại là như vậy bởi vì thực phẩm và thực phẩm của cõi trời ấy, nó ngon gấp vô số cõi người hương hoa của cõi trời hơn vô số cõi người thì mình đặt câu hỏi lấy cái gì mà họ có hứng thú với những cái mình cũng dừng thì chư thiên họ chỉ hỗ trợ họ hộ độ những người tu hành hoặc là cư sĩ mà có giới hạnh hoặc là khi mình làm phước mình hồi hướng phước đến họ bởi vì sao bởi vì đó là những thứ phước cao cấp ở cõi trời không có khi mà bản thân quý vị giữ giới đó chư thiên họ sẽ ngưỡng mộ họ sẽ chắp tay họ chào quý vị và họ sẽ giúp đỡ quý vị nếu như cái người giữ giới là quý vị đang gặp khó khăn chưa thiên họ sẽ không có khả năng họ để yên cho quý vị chịu khó khăn đương nhiên nếu mà mình bị nghiệp can thiệp thì thôi sẽ không tính ừ. cho nên sống theo lời phật dạy mình tiếp xúc nếu mà mình tiếp xúc với chư thiên ấy, thì đó cũng là chư thiên hàng cao cấp hơn là chư thiên cái bậc thấp hoặc thậm chí là nó tệ hơn bậc thấp nữa à, rồi thêm một vấn đề nữa một cái thực trạng mà những cái những cái cái người mà thực sự ha thực sự họ họ làm cái văn hóa mà hậu đồng á mà họ có tâm ấy và họ là một nghệ nhân có tâm thật sự thì họ nhận xét như thế này nè họ rất là đau lòng khi mà thời nay có rất nhiều người họ mượn cái danh hầu đồng để phục vụ cho cái lợi ích cá nhân của họ và thời nay đó thượng vàng hạ cám rồi Phần giả thì nhiều, phần thiền thì rất là hiếm. Cái người mà thật sự á, mà theo những, những người hậu động đó, cái người thật sự mà được điểm á, rất là hiếm. Nhưng mà cái người mà giả dạng thì rất là nhiều. À, thành ra là mình phải cẩn thận. Nhưng mà phàm thì làm sao biết được cái nào thiệt, cái nào giả. Mà thời nay thì à, thật xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Phải cẩn thận chuyện đó. À, thành ra cái chuyện mà ban tài lộc như là một vài cái vụ lùm xùm gần đây thì cái khả năng rất là lớn là do một số người họ lợi dụng tín ngưỡng để mà họ trục lợi ra phải cẩn thận phải tỉnh táo ha. Rồi cái người mà căng đồng số lính thì xin hỏi quý vị nha có ai thống kê và thật sự có như vậy hay chưa? Còn nhớ cái vụ ông bác sĩ mới gần đây trước khi mà nó vỡ lở đó có ai dám nói tiếng nào không người ta cứ câu như là chữa bệnh mà như ông thánh và thậm chí người ta có thể dựng lên phim để mà người ta pr người ta quảng cáo cho cái khả năng đặc dị rồi cho đến khi mà cái câu chuyện nó vỡ lở người ta mới phát hiện ra người ta mới đi người ta điều tra ra là rốt cuộc là không có thấy cái trường hợp nào mà chữa khỏi bệnh hết trơn nhưng mà cho tới trước khi mà cái chuyện nó vỡ lỡ Người ta vẫn tin là có rất là nhiều người Có vô số người có thể chữa được bệnh Cái vấn đề này Cái vấn đề mà căng đồng số lính mà Trong cái văn hóa này Nó cũng tương tự như vậy Cho tới khi nào mà cái chuyện nó Vẫn còn mập mờ như thế này Thì mình chưa biết được gì đâu Và vẫn chưa có dám kết luận được gì đâu Bởi vì đó Ừ, nếu mình kết luận sớm thì cái bản thân người mà dám kết luận đó dám đứng ra kết luận bản thân họ sẽ bị hại ha giống như cái vụ ông bác sĩ mới vừa rồi đấy thử mà trước khi cái chuyện nó vỡ lỡ ai ai dám mở miệng ra nói mở miệng ra nói coi có chết không chết chứ bản con người đó cho phải vẫn chơi đâu ừ. cái chuyện này thì cũng tương tự như vậy thiệt thì sư nói là có khả năng có thiệt chứ không phải không có có khả năng có thiệt nhưng mà cái con số có thật đó, đó bao nhiêu phần trăm bao nhiêu trường hợp cái chuyện này phải nghiêm túc nha nghiêm túc suy xét trong khi đó nếu như quý vị mà thực hành theo lời phật dạy đó thì cái khả năng mà chúng ta được ừ, chư thiên họ nể phục đúng như lời phật dạy thì mình không có việc gì phải nghi ngờ à, thì tại sao mình phải bỏ gần theo xa à, bỏ giỏi theo dở thì Ờ, có cái um, thích nghiên cứu thì nghiên cứu nhưng mà mình vẫn nên biết là cái gốc rễ mình ở đâu và cái gì là cái mình cần phải nương theo ha